Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 11 giờ 30 phút ngày 16 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Sau đây là những nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay. Đoàn công tác Viện Khoa học Công nghệ Quân sự khảo sát công tác chuẩn bị tổ chức hoạt động thiện nguyện tiếp bước đến trường tại xã Tà Ngài Trồ, huyện Mường Khương. Công an thị xã Sapa triệt phá thành công một vườn cây thuốc viện tại phường Hàm Rồng, thu giữ 753 cây thuốc viện, bắt một đối tượng liên quan. Ngành nông nghiệp và các địa phương chủ động nguồn nước cho sản xuất lúa xuân. Tin thế giới, chìm xuồng ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ khiến nhiều người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Đoàn công tác Viện Khoa học Công nghệ Quân sự, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đại tá Khổng Trọng Khoa, chủ nhiệm chính trị, làm trưởng đoàn, vừa có buổi khảo sát công tác chuẩn bị tổ chức hoạt động thiện nguyện tiếp bước đến trường tại xã Tà Ngài Trồ, huyện Mường Khương. Tiếp bước đến trường là hoạt động an sinh xã hội được Viện Khoa học Công nghệ Quân sự triển khai ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Qua đó đã góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, thực hiện tốt phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Viện Khoa học Công nghệ Quân sự đã được nghe các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo sơ bộ tình trạng cơ sở vật chất, các ý kiến đề xuất, kiến nghị với đoàn công tác. Tiếp đó, đoàn công tác đã xuống trực tiếp các nhà trường để khảo sát, xây dựng kế hoạch giúp đỡ cụ thể. Dự kiến trong tháng 5 năm 2024, Đoàn công tác Viện Khoa học Công nghệ Quân sự sẽ giao lưu, trao tặng một số trang thiết bị cho địa phương và các nhà trường trên địa bàn xã Tà Ngài Trồ. Ngày 15 tháng 3, Ủy ban Nhân dân xã Bản Phược tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm 2024. Đây là xã được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bát Sát chọn làm điểm để các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tham quan, học tập, rút kinh nghiệm. Khai mạc huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự xã Bản Vược đã quán triệt kế hoạch huấn luyện năm 2024, công bố quyết định công nhận hoàn thành nghĩa vụ dân quân tự vệ và quyết định kết nạp chiến sĩ dân quân tự vệ mới, phát động phong trào thi đua với chủ đề tiếp bước chiến sĩ Điện Biên tiến lên giành ba nhất. Tiếp đó các đại biểu tham quan các nội dung về công tác chính quy, tham mưu huấn luyện, tổ chức biên chế lực lượng dân quân, nội dung huấn luyện ngoài thao trường về điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật ném lựu đạn xa trúng đích. Thông qua buổi huấn luyện điểm này, các đơn vị rút được những bài học kinh nghiệm để tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, huấn luyện dân quân tự vệ ở địa phương. Công an thị xã Sapa vừa triệt phá thành công một vườn cây thuốc viện, thu giữ 753 cây thuốc viện, bắt một đối tượng liên quan. Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 14 tháng 3, Công an phường Hàm Rồng tiến hành kiểm tra phát hiện đối tượng Má A Páo, sinh năm 1942, đang ở trên mảnh vườn cạnh nhà ở tổ 2 phường Hàm Rồng, thị xã Sapa. Trong vườn có 753 cây thân lá quả màu xanh, hoa màu tím. Đối tượng khai nhận đây là các cây thuốc viện trồng từ khoảng tháng 9 năm 2023. Tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với ông Ma A Páo về hành vi trồng cây thuốc viện, tiến hành kiểm đếm và nhổ số cây thuốc viện nói trên. Công an thị xã Sapa đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, nấm hương là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, thường mọc tự nhiên trong những khu rừng ẩm mát. Nhận thấy nhu cầu của thị trường đối với mặt hàng này khá lớn, trong khi địa phương có lợi thế để phát triển, anh Nguyễn Quốc Việt ở thị xã Sapa đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình trồng nấm hương. Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Mặc dù đã trang bị cho mình những kiến thức cơ bản trước khi triển khai mô hình trồng nấm hương, nhưng anh Nguyễn Quốc Việt vẫn không lường hết những khó khăn trong quá trình thực hiện. Năng suất nấm phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Trời lạnh quá thì nấm dễ mắc bệnh, sinh trưởng chậm. Trời nắng, gió hanh sẽ khiến nấm bị khô. Để có hơn 1.000 bịch nấm với cây to đều cho thu hoạch hàng ngày như thế này, anh Việt đã phải chăm sóc từng phôi nấm như trăm con mọn. Nấm hương thực ra là một trong những loại nấm khó trồng nhất bởi vì nó yêu cầu nhiệt độ cao so với mặt nước biển.
Cái lưu ý lớn nhất là nấm, đối với nấm hương, nói chung là các loại nấm thì đều phải cái khâu vệ sinh là quan trọng nhất. Bán thì hiện tại là bán lẻ trên thị trường nó rơi vào tầm 40 đến 80 nghìn, nó nhiều loại phân loại ra mà. Thứ hai là thị trường xuất khẩu thì là sấy khô và đưa sang nước ngoài thì được khoảng độ 8 đến 10 đô. Với quy mô sản xuất và sơ chế khoảng 2 hectare, mô hình trồng nấm hữu cơ của anh Việt mỗi ngày cho thu hoạch khoảng 3 tấn nấm tươi khi chính vụ, tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động địa phương và 50 lao động thời vụ với mức lương bình quân từ 4 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Bây giờ ra xưởng nấm làm đỡ hơn, ở nhà làm ruộng, làm nương, thu nhập mỗi tháng ổn định hơn, đảm bảo được cuộc sống, lo được cho gia đình. Ngoài các sản phẩm nấm tươi, nấm hương sấy đã được công nhận là sản phẩm OCOP, anh Việt còn cung cấp ra thị trường các sản phẩm từ chân nấm. Anh cũng chủ động tìm kiếm mở rộng các thị trường tiềm năng ở nước ngoài, hướng đến xây dựng thêm sản phẩm OCOP từ cây nấm. Để đáp ứng thị trường xuất khẩu thì tôi cũng liên tục mở rộng thêm sản phẩm, mở rộng diện tích trồng, cái số lượng bịch phải trồng thêm để mà đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu. Sản phẩm nấm hương của công ty Hà Lâm Phong thì có hai sản phẩm được chứng nhận OCOP. Nhà nước cũng như là các chính sách theo nghị quyết 33 của Đồng chí nhân tỉnh thì cũng hỗ trợ cho các cái vùng sản xuất hàng hóa đạt cái tiêu chuẩn Việt Gáp như là hữu cơ đối với các cái sản phẩm chủ lực của tỉnh. Mỗi năm thu nhập hàng chục tỷ đồng từ mô hình trồng nấm, anh Nguyễn Quốc Việt đã khẳng định hướng đi đúng từ việc sản xuất nông nghiệp sạch, vừa nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho con em địa phương, đồng thời góp phần đưa sản phẩm nông nghiệp Lào Cai xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Tiếp theo là thông tin về thị trường. Thưa quý vị, thực tế cho thấy nhiều đám cháy xuất phát từ ngọn lửa nhỏ ban đầu do không có phương tiện dập tắt nên dẫn đến đám lửa lớn bùng phát, gây hỏa hoạn, thiệt hại về người và tài sản. Vì vậy, việc trang bị bình chữa cháy là cần thiết trong mỗi gia đình. Tại các cửa hàng bán thiết bị phòng cháy chữa cháy tại thành phố Lào Cai, mặt hàng bình chữa cháy có nhiều loại với nhiều nguồn gốc và mức giá khác nhau. Phổ biến nhất là các sản phẩm được nhập khẩu từ Trung Quốc. Bình chữa cháy có hai loại dạng phổ biến là dạng bột và dạng khí CO2. Dạng bột có giá từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng một bình cho loại từ 4 đến 8 kg. Dạng khí CO2 có giá từ 400.000 đồng đến 800.000 đồng một bình, loại từ 3 đến 5 kg. Tất cả các sản phẩm đều được dán tem kiểm định và mã QR để tra xuất nguồn gốc xuất xứ. Các loại mặt nạ chống khói độc trên thị trường cũng có nhiều mức giá khác nhau, từ 90.000 đồng đến 500.000 đồng một chiếc. Thậm chí có loại từ 1 đến 2 triệu đồng một chiếc. Quần áo chống cháy có giá dao động khoảng 1 triệu đồng một bộ. Chung báo cháy có giá 450.000 đồng đến 500.000 đồng một chiếc. Mũ bảo hộ có giá từ 350.000 đồng đến 500.000 đồng một chiếc. Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 2024, huyện Bảo Yên sẽ tổ chức Ngày hội Văn hóa Dân gian xã Nghĩa Đô, Rắc vàng bên dòng Nậm Luông lần thứ 2 năm 2024. Việc tổ chức ngày hội nhằm từng bước tạo sản phẩm du lịch mới, thu hút du khách, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch, khơi dậy những nét đẹp văn hóa của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, thúc đẩy ngành du lịch Bảo Yên phát triển. Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa văn nghệ, thể thao mang đậm bản sắc dân tộc sẽ được tổ chức, như cuộc thi homestay đẹp, phát động tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc huyện Bảo Yên năm 2024, trưng bày ảnh đất và người Bảo Yên, tranh mỹ thuật Nghĩa Đô xanh trong tranh, thi trưng bày không gian văn hóa và sản phẩm nông lâm nghiệp đặc trưng các xã thị trấn. Thời điểm này, bà con nông dân trong tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ lúa xuân 2024. Để đảm bảo đầy đủ nguồn nước tưới, ngành nông nghiệp và các địa phương đang quản lý chặt chẽ nguồn nước, duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi, đảm bảo dẫn nước tới đồng ruộng, phấn đấu hoàn thành khung thời vụ gieo cấy vụ lúa xuân trong tháng 3 năm nay. Những ngày này, bà Trần Thị Kín cùng bà con trong thôn Cốc Tủm, xã Phong Niên khẩn trương nạo vét lại hệ thống kênh mương dẫn nước về ruộng. Năm nay, gia đình bà Kín cấy gần 10 kg thóc giống. Thời tiết thuận lợi, nước về các chân ruộng đầy đủ, đảm bảo cho những hộ dân như bà Kín gieo cấy đúng khung thời vụ.
Từ năm làm mương thì chúng tôi làm nông thôn là nước đầy đủ. Thì coi như cấy được vụ mùa rất là năng suất. Coi như nước năm nay là đầy đủ, giúp ích cho bà con xã viên là cấy hái là thuận. Xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng có 4 hồ chứa thủy lợi với tổng diện tích gần 10 hectare. Để đảm bảo cung ứng nước đầy đủ cho hơn 100 hectare lúa và rau màu, các tổ quản lý thủy nông cơ sở thường xuyên theo dõi mức nước trong hồ chứa để điều tiết, phân phối nước đủ cho nhu cầu sản xuất. Thứ nhất là đến cái thời điểm làm đất và thời điểm xuống giống thì các thôn cũng đã nắm được và đồng thời các tổ thủy nông cũng nắm được. Và căn cứ vào cái kế hoạch của xã thì các cái tổ vận hành ở tại các hồ này thì cũng đã thực hiện theo cái lịch của xã đưa ra để đảm bảo cái việc làm đất và việc xuống giống nó được đảm bảo nhất. Toàn tỉnh hiện có 107 đập và hồ chứa thủy lợi với tổng dung tích trữ nước khoảng gần 11 triệu mét khối. Ngành nông nghiệp và các địa phương đang quản lý chặt chẽ nguồn nước, đồng thời duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình thủy lợi, đảm bảo đầy đủ nguồn nước tưới. Phấn đấu hoàn thành khung thời vụ gieo cấy trong tháng 3 năm 2024. Là chúng tôi cũng có cái khuyến cáo tuyên truyền là các hồ chứa thủy lợi, các ao hồ của dân thì hạn chế tối đa cái việc tháo cạn nước trước mùa vụ để dành nước cho khi vào chính vụ thì sẽ không bị thiếu nước sản xuất. Đồng thời là cũng hướng dẫn các địa phương sử dụng các biện pháp tưới tiên tiến tiết kiệm, ví dụ như là SRI nông lộ phơi, đấy là các kỹ thuật tưới trong thủy lợi để đảm bảo là tiết kiệm nhất có thể. Dự báo từ tháng 4 đến tháng 6, miền Bắc sẽ chịu nhiều ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Nắng nóng và hạn hán sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng. Với việc dự báo trước tình hình, có phương án đảm bảo nguồn nước tới phù hợp, đây là những điều kiện quan trọng đảm bảo cho sản xuất lúa xuân tại các địa phương. Thưa quý vị, Điều 4 Nghị định 116-2016 NĐ-CP quy định điều kiện học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ như sau. Đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở, là học sinh bán trú đang học tại trường phổ thông dân tộc bán trú, là học sinh mà bản thân và bố mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc xã khu vực 3. Nhà ở xa trường từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học và từ 7 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn. Là học sinh mà bản thân và bố mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc xã khu vực 2, vùng dân tộc và miền núi. Đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số đang học tại trường trung học phổ thông hoặc cấp trung học phổ thông tại trường phổ thông có nhiều cấp học, bản thân và bố mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực 3, nhà ở xa trường từ 10 km trở lên hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn. Tiếp tục chương trình, mở rộng thị trường và đa dạng mặt hàng gạo xuất khẩu. Honda và Nissan hợp tác phát triển xe điện. Theo Ngân hàng Nhà nước, tín dụng đến hết tháng 2 giảm 0,72% so với cuối năm ngoái, cho thấy vốn vẫn khó bơm vào nền kinh tế. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, vốn rót vào bất động sản và chứng khoán trong 2 tháng đầu năm tăng hơn so với cùng kỳ, trong khi các ngành khác đều giảm. Tính chung, tăng trưởng tín dụng đến ngày 29 tháng 2 giảm 0,72% so với cuối năm ngoái. Tín dụng cải thiện nhưng vẫn âm, theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, do yếu tố mùa vụ dịp Tết Nguyên đán, cùng khả năng hấp thụ vốn thấp, giai đoạn đầu năm doanh nghiệp thường hạn chế vay mới. Để tăng khả năng tiếp cận vốn, Ngân hàng Nhà nước sẽ sửa đổi, bổ sung các quy định, điều hành theo hướng giảm lãi suất, khuyến khích các nhà băng giảm chi phí và công bố công khai lãi suất cho vay bình quân. Theo kế hoạch, giai đoạn 2021-2025, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hút 1 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trong và ngoài nước vào các khu công nghệ cao và khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố. Từ đầu năm đến nay, thành phố Đà Nẵng thu hút được một dự án đầu tư nước ngoài vốn đăng ký 1,5 triệu đô la Mỹ, một dự án trong nước đang hoạt động được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vốn đăng ký 60 tỷ đồng. Đồng thời, thành phố cũng đã điều chỉnh 11 lượt dự án. Đến nay, tại khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung và các khu công nghiệp tại Đà Nẵng đang có 526 dự án đầu tư.
chiếm khoảng 15% tổng lượng gạo xuất khẩu toàn cầu. Năm 2023, Việt Nam tiếp tục là một trong ba quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Hoạt động xuất khẩu gạo năm nay tiếp tục được dự báo lạc quan với nhiều tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, để xuất khẩu gạo ổn định và bền vững, cần mở rộng thị trường và đa dạng mặt hàng. Ngoài các loại gạo phẩm cấp cao phục vụ thị trường châu Âu, thì các loại gạo thường cũng đang được doanh nghiệp này xuất khẩu ổn định từ năm trước và dự báo tiếp tục lạc quan ở hầu khắp các thị trường truyền thống như Philippines, Indonesia, Hàn Quốc, châu Phi và các nước Trung Đông trong năm nay. Chính phủ Philippines cũng đồng ý cái việc là ổn định cái mức thuế nhập khẩu gạo là 35%. Điều này tạo được một cái sự ổn định của thị trường Philippines và cũng là một cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam. Ngoài ra có một số các thị trường khó tính đang có xu hướng là rất ưa chuộng các cái sản phẩm lúa gạo chất lượng cao. Philippines là thị trường tiêu thụ lớn nhất của ngành hàng gạo Việt Nam. Theo các dự báo, dư địa cũng như cơ hội vẫn còn để doanh nghiệp xuất khẩu gạo nước ta tiếp tục gia tăng kim ngạch xuất khẩu. Không chỉ quá tập trung vào các sản phẩm gạo có cái chất lượng cao phục vụ cho người có thu nhập cao, người giàu mà cũng cân nhắc lại để có thể thu gom khuyến khích người nông dân trồng những loại có thể là có chất lượng thấp hơn nhưng nó lại phù hợp với người tiêu dùng 50 triệu dân nghèo Philippines. Gạo Việt Nam hiện đã có chỗ đứng tại nhiều thị trường, song hiện nay gạo của nước ta gặp sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Vì vậy, ngoài việc tiếp tục nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các chủng loại, cần có chiến lược quảng bá, xúc tiến thương mại bài bản. Xét trên cái nhu cầu của các địa phương cũng như là các cái thương vụ ở các thị trường sở tại thì chúng tôi cũng sẽ trao đổi với lại Cục Xuất khẩu, các bộ thị trường ngoài nước sẽ tổ chức các hoạt động xúc tiến xuất khẩu gạo một cách phù hợp với nhu cầu của mỗi thị trường. Bộ Công Thương tiếp tục khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý cho cơ chế xuất khẩu gạo, theo dõi sát tình hình thị trường thương mại gạo thế giới, kịp thời thông tin tới các bộ ngành, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo để chủ động điều tiết hoạt động sản xuất kinh doanh mặt hàng nông sản này phù hợp, đảm bảo phát triển bền vững. Chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 3, Thủ tướng Đức đã có buổi tiếp hai nhà lãnh đạo Pháp và Ba Lan tại thủ đô Berlin nhằm tìm kiếm tiếng nói chung và thể hiện sự thống nhất của châu Âu trong việc hỗ trợ chính quyền Kiev. Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Ba Lan Tusk tiến hành cuộc tham vấn khẩn về việc châu Âu tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Theo lời của Thủ tướng Tusk, ba nước phải huy động toàn bộ châu Âu để cung cấp viện trợ mới cho Kiev. Hiện chưa rõ thống nhất cuối cùng giữa ba nhà lãnh đạo về vấn đề này. Đáng chú ý, trước khi diễn ra cuộc gặp ba bên, hai nhà lãnh đạo Đức và Pháp đã có cuộc gặp riêng để xua tan bầu không khí nặng nề trước đó giữa hai nước đồng minh. Ít nhất 22 người, trong đó có 7 trẻ em đã thiệt mạng khi một xuồng cao su chở người di cư đã bị chìm ở ngoài khơi bờ biển Akin ở tỉnh Kanakale, phía tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Giới chức địa phương cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đã giải cứu được 2 người, trong khi 2 người khác may mắn sống sót và tự bơi được vào bờ. Hiện vẫn chưa xác định được cụ thể số người di cư có mặt trên xuồng khi bị chìm, cũng như quốc tịch của họ. Hoạt động tìm kiếm người mất tích vẫn đang được tiến hành, với sự tham gia của 10 tàu và 2 trực thăng. Những năm gần đây, số lượng người di cư, chủ yếu đến từ Trung Đông và Châu Phi, đi qua Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm. Song họ vẫn sử dụng tuyến đường qua biển Aegean để đến Hy Lạp hoặc Italia nhằm tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn tại các nước châu Âu. Các tập đoàn Nissan và Honda của Nhật Bản cho biết sẽ hợp tác phát triển xe điện và công nghệ ô tô thông minh để chia sẻ tài nguyên trong lĩnh vực mà các tập đoàn chế tạo ô tô nước này đang tụt hậu. Các nhà lãnh đạo của Nissan và Honda xuất hiện cùng nhau tại một cuộc họp báo ở Tokyo để thông báo hai hãng chế tạo ô tô lớn thứ hai và thứ ba Nhật Bản sẽ nghiên cứu khả năng, cơ hội và tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực điện hóa và sử dụng ô tô thông minh. Phía Honda cho biết, hai công ty đã ký kết một bản ghi nhớ chung không mang tính ràng buộc, xem xét các lĩnh vực hợp tác tiềm năng nhưng chưa quyết định về phạm vi hợp tác. Tập đoàn công nghệ Apple của Mỹ đã đồng ý bồi thường 490 triệu đô la Mỹ cho các cổ đông để dàn xếp vụ kiện tập thể cáo buộc giám đốc điều hành Tim Cook lừa gạt cổ đông khi che giấu thông tin về nhu cầu iPhone sụt giảm ở Trung Quốc. Cụ thể, Apple đã đệ trình thỏa thuận dàn xếp sơ bộ lên tòa sơ thẩm ở thành phố
Oakland ở bang California để được thoát khỏi vụ kiện tập thể của các cổ đông. Tuy nhiên, thỏa thuận này còn phải chờ phê duyệt của thẩm phán. Thỏa thuận dàn xếp sơ bộ được cho là sẽ có lợi cho các cổ đông đã mua cổ phiếu của Apple trong khoảng thời gian 2 tháng, từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 1 năm 2019, khi hãng bất ngờ giảm dự báo doanh thu và ông Tim Cook dấu nhiệm tình hình kinh doanh khó khăn tại Trung Quốc. Dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh ngày 16 tháng 3 năm 2024. Vùng đồi núi thấp, trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao, trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhiều nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa, trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thông tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.